Đi vô, mở lên. Đi vô, mau. Mở lên, vô đi, mau. Tên khốn kiếp nào dám sát hại anh em của tôi, tôi sẽ cho hắn chứng kiến những anh em ngày xưa đi chung chuyến tàu với hắn chết như thế nào. Thuốc nổ chôn xong chưa? Chôn xong rồi. Qua anh hùng, mày ra đây. Mày có thể cứu họ, cũng có thể chứng kiến họ chết. Mày chọn đi. Ông quả nhiên chưa chết. Sao ta có thể chết được? Ta còn phải thanh lý môn hộ đó. Tôi đã mang kiếm pháp của ông sáng lập thành đao pháp rồi. Ông vốn không còn là sư phụ của tôi nữa. Vả lại tay của ông đã bị phế rồi. Ông đấu lại tôi không? Châm lửa. Sư phụ, đừng lo cho ta, đừng lo cho ta. Sư phụ, chủ nhân. Sư phụ, chủ nhân. Lão tiền bối, chủ nhân. Từ đầu ta đã đoán được sẽ chết trong tay tên khốn kiếp này. Sư phụ, sư phụ sẽ không sao. Sư phụ sẽ không sao. Sao cô lại tìm đến đây? Có chuyện gì không? Tôi nghe người ta nói anh đang tuyển người làm. Cô muốn làm cho tôi hả? Ai giới thiệu cô vậy? Không ai giới thiệu tôi. Tự tôi đến đây thôi. Làm việc cho tên giả tay không dễ đâu. Không chừng bị người ta kết tội tay sai đó. Cô đừng hủy mất thanh danh của mình.
Chuyện đó tôi biết chứ. Tôi không định làm lâu. Anh không cần trả lương cho tôi đâu. Tôi chỉ làm một tháng. Chờ khi nào anh tuyển được người, tôi sẽ... Đây xem như trả ơn sao? Xưa nay tôi chưa từng ban ơn cho ai. Tôi chỉ làm chuyện tôi cần làm. Tôi ghét nhất là quan hệ dây dưa giữa con người và con người. Cô không có nợ tôi, cho nên không cần làm không công cho tôi. Bác Triệu, tiễn khách. Sẵn tìm cây kẹp kẹp quả ốc chó cho tôi. Tôi để quên ở đâu rồi. Tôi sẽ đi tìm ngay. Cô à, sau này tôi có thể mướn cô giúp tôi đập quả ốc chó. Chủ nhân, ông uống hết đi. Sanh nô có quỷ bọc chủ nhân. E rằng lần này tôi thật sự không vượt qua được. Không, không, chủ nhân. Nghe tôi nói, không sao đâu. Hơn 10 năm trước tôi sắp chết tại đây rồi. Tôi trốn trong tử lâm này không khác gì như đã chết. Quỷ bộc, anh hùng đã được chân truyền của tôi. Tôi hy vọng các cậu đây có thể giúp nó phát huy võ thuật Trung Hoa. Cho dù tôi chết cũng yên lòng rồi. Chủ nhân, quỷ bộc, cậu còn gì muốn nói? Chủ nhân, tôi sợ ông nhìn lầm hắn. Ông đặt hết niềm hy vọng ở hắn, còn hắn thì sao? Ông bị thương như vậy, hắn ở đâu? Sau khi đưa ông về đây, tôi chưa từng thấy hắn xuất hiện. Tôi sợ. Tôi nghĩ trong lòng của hắn vốn không nghĩ đến ông. Quỷ bộc, quỷ bộc, tôi biết cậu một lòng trung thành với tôi. Cậu đó, làm bất cứ chuyện gì không nên chỉ nhìn bằng mắt, phải cảm nhận bằng trái tim. Cậu nghe thấy không? Sư phụ, ngoan, con ngoan lắm, con ngoan lắm. Sư môn để lại cây kiếm này. Hơn 10 năm trước, ta bị A Mai hãm hại. Từ đó ta chưa từng đụng vào cây kiếm này. Ta vì quá tức giận, cho nên bẻ gãy nó rồi quăng bỏ luôn. Ta cứ tưởng rằng không bao giờ có cơ hội cầm nó trong tay. Con trai, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Sư phụ,
Trước đó con đã từng nói nhất định phải sửa lại cây kiếm này, nhưng vì dụng cụ thô sơ cho nên chưa chắc con đã làm tốt việc này. Sau khi chúng ta đến Kim Sơn, con sẽ tìm loại thép thượng hạng, tiếp tục sửa lại cây kiếm này cho tốt hơn. Đến lúc đó, sư phụ sẽ dẫn dắt mọi người phát huy võ thuật Trung Hoa, dương danh tứ hải. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Tâm tư của nó giống y như tôi vậy. Phát huy võ thuật Trung Hoa. Đúng vậy. Con trai, ta có một lá thơ đã viết sẵn, ta gửi ở chỗ của Quỷ Bộc. Nếu một ngày nào đó mọi người rời khỏi đây để đến Kim Sơn, nhớ mang theo lá thơ đó đến Trung Hoa Lầu tìm kiếm thánh. Ông ấy đọc thơ xong sẽ so tài với con. Ta và ông ấy đã hẹn nhau rồi. Con thay mặt ta đến đó. Sư phụ, sư phụ chắc chắn sẽ khỏe lại. Đến lúc đó chúng ta đi chung. Con sữa đẹp lắm, y như mới vậy. Sư phụ, sư phụ yên tâm, con chắc chắn hoàn thành tâm nguyện của người. Chủ nhân, chủ nhân, La Hát, La Hán, anh sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã nhất trí với nhau sẽ tập hợp tại khu mỏ để đề phòng bọn đốc công đến đục kích sao? Đại Hải đã chết, tôi nghĩ bọn tay sai đó không dám đến đây nữa. Anh về chăm sóc họ đi. Vậy còn anh? Xưa nay tôi quen đi lại một mình. Nay tôi không cần làm công nhân mỏ nữa, tôi sẽ có cách tính của tôi. Nhưng cũng phải đi khỏi đây mới tính sao? Sao anh phải vội vã như vậy? Tôi nghe một công nhân lớn tuổi nói nay mai sẽ có tàu chở lương thực đến Quỷ Đảo. Tôi không định đi khỏi đây. Giả lại chỗ này tốt chứ. Họ còn cho tôi biết cách đây không xa có một làng chài nhỏ, mọi người có chỗ ở khác nhau. Có lẽ đây là nơi cho tôi dừng chân thì sao? Là hắn. Cảm ơn anh. Sao phải cảm ơn tôi? Tôi bị chôn trong cát. Trong lúc tôi chờ chết, có người đến cứu tôi. Tôi biết người đó là anh. Hẹn ngày gặp lại.
Hẹn ngày gặp lại. Anh có từng thấy họ ra khỏi không? Trước kia họ bị nhốt trong hang động chờ chết, gần như tuyệt vọng. Bây giờ cuối cùng đã có thể đi Kim Sơn rồi. Hình như từ phía bến cảng vọng tới. Đi. Ai đã bắn anh bị thương vậy? Số xám Đại Hải và Tiền Vô Nghĩa, họ đã cướp tàu ra khơi rồi. Anh Hùng, còn bao lâu mới đến làng chài? Nghe quỷ bộc nói qua khỏi ngọn núi phía trước sẽ đến nơi. Sau khi đến làng chài thì sao? Chúng ta không có đồng xu trong tay, cho dù có tàu đi Kim Sơn chưa chắc người ta đã cho mình lên tàu. Cứ chờ thời cơ thôi, dù sao vẫn hơn ở lại khu mỏ này. Nè, mau nhìn xem. Không được, chúng tôi có thể làm việc trên tàu. Chúng tôi chỉ xin đừng làm phiền tôi. Mau kêu tên khốn này câm miệng đi. Thuyền trưởng, các anh về đi, họ sẽ không cho các anh lên tàu đâu. Trên tàu không thiếu thủy thủ. Anh nể tình chúng ta là đồng hương, anh xin giùm chúng tôi đi. Nếu không, đoàn người chúng tôi chỉ biết ở lại trên đảo này thôi. Thật ra ông ấy cũng không thể làm chủ được. Tàu này đã có người thuê rồi, hay là anh đi xin họ còn hơn. Họ là chủ thuê vừa là người Trung Quốc. Xin lỗi nha, tôi không thể giúp được các vị. Xin lỗi. Nè, xin lỗi. Chủ nhân, tính sao đây? Chiếc tàu này do họ thuê, chúng ta qua xin họ, không chừng sẽ có hy vọng. Đi tàu nhiều ngày, cuối cùng có thể ngồi trên bờ ăn bữa thịnh soạn rồi. Đúng là quá tuyệt vời. Cô không phải kẻ thù. Tên lão già họ Quắc phát các người đến đây. Đúng là bọn ăn hại, ngang nhiên lén là lén lút hạ độc. Tất cả dừng tay, để tôi cho bọn họ một bài học. Thank you.
bọn họ là người của ai? Có lẽ do tên lão già họ Quắc đó phái người đến đối phó chúng ta. Có lẽ ba tôi đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải đi về mau. Cảm ơn anh. Không có gì, chúng tôi tiện tay thôi. Cậu giỏi lắm, kiếm pháp của cậu quá cao siêu, múa đến nỗi tôi hoa mắt luôn. Các anh cũng đến San Francisco. Chính vì chuyện này tôi muốn nói với anh. Tôi hiểu rồi, chúng ta xem như bạn bè. Anh giúp tôi giết kẻ xấu, tôi đưa anh đi một đoạn. Suy cho cùng thì tôi vẫn có lời hơn anh. Đây là gì vậy? Đó là kiểm dịch. Những người nhập cảnh mà họ cho là không được vệ sinh đều phải kiểm dịch tẩy trùng. Hầu như tất cả người Trung Quốc đều khó thoát khỏi. Vậy sao? Vậy chúng tôi cũng phải như họ hả? Tôi có quen biết với hải quan, không chừng có thể xin cho các anh miễn kiểm dịch. Anh và người... Một người theo hầu khác của anh đâu? Tại mặt ảnh ghê gớm, cho nên không muốn xuất hiện trước đám đông. Có lẽ tự ảnh có cách nhập cảnh thôi. Thế nào, hai anh theo tôi qua hải quan thì được rồi. Anh có thể can thiệp cho chúng tôi để mọi người thoát khỏi được sỉ nhục không? Tôi và họ cùng một nhóm, tôi không muốn được đãi ngộ đặc biệt. Cảm ơn ý tốt của anh. Anh hùng Hàng Tính cũng có thể chịu nhục, sao tôi không được? Nỗi nhục hôm nay xem như là một động lực, khiến người Trung Quốc chúng ta sau này có thể ngẩng cao đầu làm người, đừng để cho mọi người xem thường. Đi. Đi đi. Đi. Đi thôi. Kim gia, con trai tôi chết thảm lắm, ông phải đòi lại công bằng cho tôi. Ông Triệu à, ông yên tâm đi. Tên họ Quắc giết con trai của ông chính là nhắm vào tôi. Và con trai ông là người của tôi, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tôi xin lỗi Kim gia, con trai tôi đã chết, bây giờ tôi phải trả thù cho con tôi. Thank you.
con trai cưng của ba. Thái Bảo, con vừa trở về thôi đã thay ba giải hạn rồi. Khiêng xác chết ra ngoài kia. Ông chủ, ông chủ, ông có sao không? Nhờ các người bảo vệ, tôi đã chết từ lâu rồi. Ba yên tâm, chuyện của quốc gia con chắc chắn thay ba dàn xếp. Được, ba sẽ chờ xem. Ông chủ, ông không sao chứ? Không sao. Cũng may Thái Bảo kịp trở về. Cậu chủ, nhiều năm không gặp, cậu trở về thật đúng lúc. Các vị lui ra ngoài đi. Dạ. Mã người này lớn thật, ngang nhiên cho hắn thoát chết. Ba, đây đều là sư đệ muội của con hồi học võ bên Nhật. Lần này phụng mệnh của sư phụ theo con về đây góp sức cho ba đó. Chào. Như vậy còn gì bằng. Thái Bảo, con nhớ tiếp đãi họ cho chu đáo. Các vị cho người đi thu dọn biệt thự tại Tây Giao. Tạm thời chúng tôi sẽ ở tại đó, tránh bị quốc gia đánh lén. Dạ. Con hư lắm đó. Tại sao lâu như vậy mới về thăm ba? Con đi vắng, ba càng ngày càng phong độ. Tại sao năm nay các cậu nở sớm vậy? Các cậu có biết tôi và anh Hùng đã hẹn nhau? Mùa hoa mai nở năm nay, anh ấy sẽ trở về. Mấy ngày qua, tôi cứ cảm thấy bối rối trong lòng. Tôi lo cho ảnh lắm. Các cậu nhất định phải phù hộ ảnh đó. Phù hộ ảnh bình an vô sự. Ông đứng đây lén là lén lút làm gì vậy? Thank you.
Xung qua lầu đã đóng cửa rồi, không còn cách nào. Tiệm giặt ủi của Sói Xám có thể nói là chỗ lý tưởng nhất. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi, chờ sáng mai tính sao. Nhưng mà so tài với kiếm thánh là tâm nguyện nhiều năm của sư phụ tôi. Năm xưa chủ nhân bị phân tâm, cho nên thua kiếm thánh nửa chiêu. Kiếm thánh cho rằng thắng như vậy không dễ dàng, cho nên hẹn nhau tái đấu. Rất tiếc sau đó chủ nhân bị dây trên quy đảo. Đừng vội, dù sao chúng ta cũng chờ nhiều năm rồi, ngại gì chờ thêm vài ba ngày. Cổ là sư muội của Kim Thái Bảo chứ đâu. Đúng vậy, là cổ. Quý Bộc, khinh công của anh giỏi nhất, anh mau bám theo họ xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chủ nhân, đi mau lên. Đại ca, anh xem. Là cô ấy sao? Đúng là quá xinh đẹp. Không uổng công tôi đề cử anh với ông chủ Quắc. Anh có năng lực lắm, đáng khen. Anh quá khen, anh quá khen. Đi thôi, đi thôi. Đại ca, từ từ hưởng thụ đi. Vất vả cho anh em lắm. Chỉ cần đại ca vui mừng, lát nữa người nào cũng sẽ được hưởng. Qua sưởi ấm đi. Có rất nhiều người đứng canh gác, làm sao cứu cổ cho chúng ta bắt gặp. Chúng ta không thể làm ngơ được. Anh quên lời dặn dò của chủ nhân sao? Lỡ như anh có mệnh hệ gì, ai là người hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân đây? Phải, tôi sẽ không sao. Hai anh đi về trước đi. Bây giờ anh là chủ nhân của tôi, làm sao tôi có thể để anh mạo hiểm như vậy được. Cho nên chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này. Đi khỏi đây mau. Phải, cứu người như cứu lửa. Chẳng lẽ các anh không có chút lòng hiệp nghĩa sao? Nếu anh thật sự nghe lời sư phụ, xem tôi như chủ nhân, thì mau dẫn Sanh Nôi đi khỏi đây. Đến tiệm giặt ủi của Sói Xám chờ tôi. Không, anh không đi, chúng tôi cũng không đi. Cứu người là quyết định của tôi. Tôi không muốn liên lụy đến người khác. Chúng tôi không phải ai khác, chúng tôi là đầy tớ của anh. Tôi cũng vậy. Chẳng phải chúng tôi đã thề trước mộ của chủ nhân, nói sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia sao? Thì ra chính là tên khốn kiếp như ngươi. Được, tôi sẽ thừa cơ hội này để trả thù cho sư phụ. Lên. Sanh Nôi, coi chừng cổ.
Cuồng Thập Nhi, nhìn mặt bơ phờ của anh kìa. Kể cả khuôn mỏ của ông chủ tại Quy Đảo anh cũng không quản được, còn dám về đây ra quay trước mặt tôi sao? Anh đừng vội đắc ý, kiếm pháp của thằng nhóc này lợi hại lắm, anh giết được hắn mới nói sao? Vậy hả? Thằng nhóc kia, vừa rồi tôi thấy chiêu thức của anh không tệ. Hay là chúng ta đấu tay đôi, so tài cao thấp? Anh dẫn theo cô gái đó, tuy võ công anh không tệ, nhưng chúng tôi đông người hơn, một khi sắp trận khó tránh khỏi thương vong. Nếu anh có thể đỡ nổi ba chiêu của tôi sẽ cho anh đi khỏi đây. Thế nào? Nếu tôi không chỉ đỡ nổi ba chiêu của anh, thậm chí còn đánh bại anh, vậy kẻ thù giết sư phụ của tôi đây giao cho tôi xử lý, anh nghĩ sao? Thằng nhóc kia ngông cuồng lắm. Được, nếu anh thắng nổi ba chiêu của tôi giao hai tên ăn hại này mặc cho anh xử lý. Nguy rồi, phía công ty có người đến gây hấn. Vậy sao? Là người của Kim Long Đầu, ông chủ đang bị dây trong công ty đó. Không ai có thể đấu với tôi lâu như vậy. Anh là người đầu tiên, chúng ta còn hai chiêu,
Anh hứa với tôi sau khi hồi phục đấu tiếp, tôi sẽ cho các người đi về. Họ là người của Kim Long Đầu, tại sao thả họ đi? Câm miệng. Anh nghĩ sao? Được, chúng ta đi. Chủ nhân, anh có sao không? Tôi còn chịu đựng nổi. Chủ nhân, chủ nhân. Cô sao vậy? Sao lại sơ ý quá? Tay cô không sao chứ? Tôi không sao. Xin lỗi, tôi đã làm bể đồ của anh. Tôi sẽ đền cho anh. Cô không cần đền cho tôi đâu. Tại vì đồ này cô có tiền cũng không mua được. Xin lỗi anh. Dạo này cô sao vậy? Tôi thấy cô không được tập trung lắm. Cuối cùng làm gì chuyện gì? Không có gì. Cô định làm gì? Một tu la, chủ nhân tôi xá mạng cứu cô, cô lấy quán trả ơn sao? Quỷ bộc, quỷ bộc, có gì từ từ nói. Cô đòi hại chủ nhân. Cô nương, cô bị người ta đánh mê, suýt nữa còn bị làm nhục. Chính chủ nhân tôi đã cứu cô. Cô đã trách làm người tốt rồi. Bác Triệu, bác sĩ, mới đây ông đã thu dọn hành trang giùm tôi rồi sao? Nay mai cậu lên đường rồi, cho nên phải chuẩn bị mọi thứ. Hiếm khi cậu khen tôi nhanh tay, nhưng cô Khiết Du vẫn chưa tới đó. Cậu còn mấy bộ đồ giao cho cổ giặt, tôi chờ cổ mang trả, rồi xếp vào vali giùm cậu. Hình như cổ đang có chuyện khác, ông cứ mặc kệ cổ. Chẳng qua chỉ là mấy bộ đồ thôi, không cần vội. Tôi trở về rồi. Về rồi hả? Giao cho tôi, làm phiền ông. Xin lỗi, tôi đã về trễ. Tôi còn tưởng hôm nay cô không đến đây nữa. Tại sao vậy? Trong làng này có vô số cây mai, cô phải bao lại từng đóa hoa, e rằng phải tốn vài ngày. Cô còn nhớ tên ác ôn, tên Phúc Tài đó không? Hôm qua lúc cô vào rừng mai, hắn thập thò bám theo rình cô đó. Vậy sao? Theo tôi nghĩ, hắn vừa muốn hại cô. Hắn biết cô làm cho tôi, và biết tôi là người giả tay. Có lẽ có phần lo ngại. Nhưng ngày mai tôi đi khỏi đây rồi, cô phải cẩn thận hơn. Cô có người thân ở đây không? Hay cô dọn đến ở với họ, như vậy sẽ an toàn hơn. Người thân ở đây hả? Có thì có, nhưng mà có gì không? Không có gì. Tôi vô nấu cơm trước. Thật ra tôi có một người bạn ở Mỹ. Cho nên cô muốn tôi đưa cô qua Mỹ? Không, tôi không dám mơ tưởng như vậy. Tôi biết chuyện đó rất khó khăn, nhưng ảnh qua Mỹ một năm rồi, chưa thấy ảnh gửi thơ về. Hay là như vậy, sau khi tôi qua Mỹ,
Tôi sẽ đăng báo giúp cô tìm ảnh. Bạn cô ở bên Mỹ bang nào? Nếu ở San Francisco thì tôi có bạn bè giúp đỡ. Nếu ở New York thì... Thật ra tôi cũng không biết ảnh ở đâu. Ảnh chẳng phải bạn thân cô sao? Tôi nghĩ không cần đâu. Sau khi chúng ta tấn công vào nhà hàng, khách sạn của quốc gia, hôm nay họ đã đóng cửa hết rồi. Qua thông tin thăm dò cho biết, bị thương mấy chục người. Trong đó có không ít là quản lý. Vậy sư muội tôi đâu? Có tin tức gì không? Các người chỉ giỏi lãnh công thôi. Chẳng lẽ hôm qua tôi có tham gia cuộc tấn công đó sao? Tôi cho các người hay, tôi cần gặp cổ ngay. Có nghe thấy không? Đi mau. Dạ. Sư huynh, anh xem. Sư muội. Sư huynh. Trở về là tốt rồi. Sư muội, sao em không nghỉ ngơi cho khỏe? Em bị hôn mê cả đêm, cho nên không buồn ngủ nữa, khiến em phải chịu khổ. Anh đừng nhắc nữa. Lần này em bị bắt, khiến họ hiểu lầm chúng ta đã tự rối tung lên. Chúng ta mới có thể cho họ một đòn, không kịp trở tay. Tuy chúng ta đã dẹp được vài địa bàn và khách sạn của họ, nhưng em có biết không, tối qua anh không tìm được em. Anh lo lắng đến chừng nào. Em sợ gì vậy? Mong anh tuân thủ môn quy. Môn quy? Sư phụ, em không cảm thấy mệt sao? Chẳng lẽ trong lòng em hoàn toàn không có anh? Bao nhiêu năm qua em dành hết thời gian để luyện công, vốn không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Mấy năm qua, từng nhiều lần anh đi luyện công trở về, trên bàn trà của anh đều có một cành hoa anh đào. Đó là do em để lên, có phải không? Anh sống ở quê người. Lúc anh nhìn thấy cành hoa anh đào, đã mang lại sự êm ấm cho anh. Anh thật lòng muốn cảm ơn em. Nhưng mà môn quy của La Tu Môn rất nghiêm ngặt, trai gái không được yêu nhau. Thậm chí anh không dám tìm gặp em để trò chuyện. Anh không cam lòng chút nào. Này, chúng ta không còn sống trong La Tu Môn nữa, chẳng lẽ chúng ta không thể thoát khỏi điều cấm kỵ đó sao? Nếu sư phụ biết, chắc chắn sẽ không vui. Sư phụ có thể cho em theo anh qua Mỹ. Em cho rằng ông ấy không tính trước được sao? Và em cũng biết, anh vốn là một người kiêu ngạo. Những lời vừa rồi, nếu anh không lấy hết can đảm, chưa chắc đã dám nói với em. Nếu lòng em cũng như anh, sao không mở rộng tấm lòng, cho anh thêm một cơ hội? Bây giờ em không muốn nói chuyện đó.
Cậu chủ, cậu chủ tha cho tôi, cậu chủ tha cho tôi đi, cậu chủ, cậu tha cho tôi đi. Cậu chủ, tôi bị ép buộc thôi, tôi van xin cậu mà. Cậu hãy tha cho tôi đi. Ăn cơm của ba tôi, đi làm tay sai cho quốc gia. Sao anh tính hay quá vậy? Vợ hay người tình? Tự anh chọn lựa. Ý là sao cậu chủ? Là sao hả? Tôi xem như thấu tình đạt lý, cho anh chọn một người chết chung với anh. Tôi xin cậu chủ, tôi xin cậu chủ. Bà xã, anh đúng là khốn kiếp. Trong nhà anh có thằng con trai 7 tuổi, đứa con gái 3 tuổi, vậy mà lúc này anh lại bảo vệ người tình, vậy ai sẽ lo cho con anh? Lẽ ra tôi định cho anh toàn thây, nhưng bây giờ, ngay trước khi hắn chết, cho hắn được ngắm nhìn người yêu của hắn chết vì hắn như thế nào. Cậu chủ, cậu hãy đương tay, hãy tha cho tôi đi cậu chủ. Cậu chủ, hãy rộng lòng từ bi. Đừng quên rằng, nếu chúng ta về trễ một chút, có lẽ ba tôi đã bị hại rồi. Nếu không có Hoa anh hùng, có lẽ sư tỷ của cậu cũng khó thoát nạn. Nếu chuyện này do sư phụ đứng ra xử lý, có lẽ ông ấy còn mạnh tay hơn tôi nữa. Sư huynh, nghe nói anh định sắp xếp cho Hoa anh hùng đến nông trại tại ngoại ô để dưỡng thương, hình như chỗ đó không tiện lắm. Nay người của quốc gia bị chúng ta dồn vào đường cùng, tôi sợ họ dẫn lây Hoa anh hùng đó. Nông trại nằm ở ngoại ô hoang vắng, quốc gia không dễ gì tìm được, như vậy sẽ an toàn hơn. Sư tỷ nói phải đến đó thu dọn sạch sẽ, anh có đi chung với chúng tôi không? Đây là ý của sư tỷ cậu sao? Phải, có gì không? Không có gì. Cậu cũng biết dạo này tôi phải giúp ba tôi quản lý chuyện làm ăn, cho nên khá bận rộn. Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm họ đi. Sân thả ngựa, đây là ngựa của sư huynh tôi, khi nào cần các anh có thể sử dụng. Chủ nhân của tôi bị sao vậy? Vừa rồi ảnh còn khỏe mạnh mà. Ảnh vừa nói chuyện trong mơ. Tứ Lan, mọi chuyện làm xong chưa? Vậy chúng tôi không quấy rầy nữa. Vậy các vị yên tâm ở lại đây, hôm khác chúng tôi quay lại. Chủ nhân, mạch đập rối lắm. Làm như vậy là sao? Uổng thay chủ nhân gì ả mà liều mạng. Quỷ bộc, đừng bỏ anh đi mà. Khiết Du, đừng bỏ đi. Chỉ trong một đêm, cứu người, bắt nội gian, quỷ địa bàn của quốc gia chúng tôi. Đáng khen lắm.
Từ lâu tôi đã muốn thọ giáo anh rồi. Tôi nghĩ anh chỉ là một kẻ ngu si, tứ chi phát triển, không như ngoài đời đã đồn về anh. Đại hải vô lượng. Cuộc so tài hôm nay đến đây tạm dừng. Hôm khác mới thọ giáo lão tiên sinh sao? Cảnh sát trưởng Thompson, tuy tôi đến đây không bao lâu, nhưng tôi nghe nói ổng có sức ảnh hưởng lớn tại San Francisco. Chính thương gia người Tây cũng phải nể mặt ổng. Chào ngài Thompson. Xin chào. Xin chào, xin chào, xin chào. Chính tôi đã mời Cuồng Thập Nhi đến đây. Chắc cậu không ngại chứ? Tất nhiên là tôi không ngại rồi. Được, mời ngồi. Nào, mời. Tiếng Hoa của tôi nói không thạo lắm, cho nên tôi xin phép nói thẳng với các vị. Tôi nghe nói người Trung Quốc có một câu tục ngữ: gia hòa vạn sự hưng. Chúng ta đều sống tại San Francisco, có thể chung sống hòa bình là tốt cho mọi người, đúng không? Xưa nay chúng tôi đều tôn trọng quy định. Đúng vậy. Các cậu đừng chơi trò đó với tôi. Người Trung Hoa các cậu cứ hay chém giết nhau, đó là chuyện của các cậu. Nhưng các cậu thường xuyên ẩu đả nhau, phóng hỏa, quấy rối an ninh. Không biết từng có bao nhiêu người đến đây tố cáo. Tôi không cho phép chuyện đó tiếp tục xảy ra nữa. Nếu không, tôi sẽ xem các cậu như rác rưởi quét khỏi San Francisco.
Ngài cảnh sát trưởng nói rõ như vậy, có lý nào chúng tôi nghe không hiểu? Được. Sau này chúng ta cạnh tranh công bằng, không động đao súng. Đúng vậy. Mọi chuyện được như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tôi xin lỗi, tôi có người bạn từ Trung Quốc xa xôi đến đây, tôi đi đón cậu ấy. Nhớ đó, đừng quên những chuyện đã hứa với tôi. Không vấn đề gì, nhất định. Mời. Đại sư huynh, xem ra anh phải cầm chừng mới được. Có khi nào chúng ta gây hấn với ai? Nhưng có người muốn gây hấn hay dám động đến sợi tóc của tôi nhất định phải ra tay chặn đứng ngay. Hắn vừa nói phải ra bến cảng đón bạn. Cậu đi điều tra xem, thật ra hắn đón ai. Cậu đã bị bắt. Nếu tôi báo cho anh biết đến bắt tôi, như vậy là tôi quá ngốc rồi. Cậu nói đúng, cậu là người ngốc nhất trên đời này. Nếu tôi biết trước như vậy, lần trước anh đi thi tôi không giúp anh đâu. Không bàn chuyện đó. Tôi nợ cậu cả đời. Căn nhà của cậu tôi đã kêu người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tôi còn cắm thêm hoa cho cậu. Đi thôi, chúng ta đi uống vài ly. Đợi đã, tôi còn một người bạn. Khiết Du, Thompson, đây là y tá thực tập do tôi mời đến, cô Trần Khiết Du. Đừng nghĩ bậy nha.